Kính chào quý khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật lúc 14 giờ với các thông tin kinh tế đời sống đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm qua Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ cơ quan địa phương về phương án dự kiến đầu tư xây dựng các tuyến cao tốc Ninh Bình Nam Định Thái Bình và Gia Nghĩa Đắk Nông Chơn Thành Bình Phước. Dự kiến tuyến cao tốc Ninh Bình Nam Định Thái Bình với chiều dài nghiên cứu khoảng 88 km, tuyến cao tốc Gia Nghĩa Chơn Thành có tổng chiều dài 128,8 km. Cả hai tuyến đường đang trong quá trình xây dựng dự án chuẩn bị đầu tư. Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành địa phương cho rằng việc đề xuất đầu tư xây dựng các tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình Nam Định Thái Bình và Gia Nghĩa Chơn Thành là hết sức cần thiết. Các đại biểu cũng thảo luận đề xuất các phương án về quy mô tuyến đường, dự tính phương án giải phóng mặt bằng, dự báo lưu lượng và tính toán sơ bộ phương án tài chính, khả năng thu hút các nhà đầu tư tư nhân tham gia. Trong đó, nhiều ý kiến đề xuất đầu tư theo phương thức công tư, huy động nguồn lực ngoài nhà nước, giảm áp lực vốn nhà nước và thu hút tối đa nguồn lực xã hội tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ có tổ công tác để phụ trách hai dự án kể trên, phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phụ trách tổ công tác này để giải quyết các thủ tục liên quan, yêu cầu các bộ cử thứ trưởng tham gia tổ công tác. Các tỉnh phải lập tổ công tác do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố đứng đầu để chỉ đạo đôn đốc thực hiện hai dự án này. Theo Bộ Tài chính, đến hết tháng 2 năm 2023, tiến độ giải ngân đầu tư công mới đạt trên 6,5% kế hoạch và đạt gần 7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn so với cùng kỳ. Bộ Tài chính cho biết nguyên nhân khiến tiến độ giải ngân chậm được các bộ ngành địa phương đưa ra là do các dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư nên chưa đủ điều kiện để giao chi tiết vốn năm 2023. Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng tiếp theo, hiện nay các bộ xây dựng, kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường, tài chính đang thực hiện nhiều giải pháp cụ thể để xử lý và kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách. Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết đã thanh tra đột xuất 11 ngân hàng và xử phạt những đơn vị vi phạm về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Đây cũng là nội dung được Ngân hàng Nhà nước phát đi nhằm phản hồi kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội. Trước đó, cử tri đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các ngân hàng khi tư vấn, bảo lãnh phát hành trái phiếu cho doanh nghiệp có nhiều sai phạm để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân. Bên cạnh việc thanh tra đột xuất, Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết đã chỉ thị cơ quan thanh tra trong năm nay phải thanh tra có trọng điểm và xử lý nghiêm các ngân hàng để xảy ra vi phạm và chậm khắc phục sai phạm. Giá xăng dầu bán lẻ trong kỳ điều hành hôm nay được dự báo tăng nhẹ theo giá xăng nhập. Cụ thể, dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy xăng RON 92 và xăng RON 95 giao dịch tại Singapore từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 9 tháng 3 lần lượt tăng trên 2,5 đô la Mỹ và 2,6 đô la Mỹ một thùng so với chu kỳ trước đó. Tương tự, giá dầu diesel từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 3 cũng tăng 4,026 đô la Mỹ một thùng, dầu hỏa tăng 2,775 đô la Mỹ một thùng, dầu mazut tăng 32,434 đô la Mỹ một tấn so với chu kỳ trước đó. Theo lãnh đạo một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, trong kỳ điều hành ngày mai, giá bán lẻ xăng trong nước có thể tăng nhẹ. Tuy nhiên, mức tăng cụ thể thế nào còn phụ thuộc vào việc điều hành quỹ bình ổn giá. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc phòng chống lây nhiễm bệnh liên cầu lợn sang người. Cục Y tế Dự phòng đề nghị đối với các cơ sở khám chữa bệnh, chú ý những trường hợp người bệnh có triệu chứng nghi ngờ nhiễm liên cầu lợn, khai thác tiền sử dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm điều trị bệnh nhân kịp thời để tránh tử vong và thông báo cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật để điều tra xử lý ổ dịch. Bên cạnh đó, đề nghị Sở Y tế các địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan thú y trong việc giám sát phát hiện các dịch bệnh trên đàn vật nuôi mà thuận lợi cho liên cầu lợn bùng phát như dịch bệnh tai xanh. Bệnh liên cầu lợn là bệnh lây truyền từ động vật sang người và có thể gây tử vong. Theo báo cáo của Hệ thống Giám sát Bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, trong những tháng đầu năm 2023, một số tỉnh thành đã ghi nhận một số trường hợp nhiễm liên cầu lợn ở người. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin cập nhật lúc 14 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai.